sao? Con cầm đàn ngược đó Bích. Bích à, con cầm đàn ngược. Mai mốt mua đàn guitar làm sao David? Chắc phải đặt á David ơi, cặp đàn ngược. Qua đây mẹ coi coi. Quay vòng vòng lần cái mặt đó. Can you sing a song? What song you want to sing? Chảy phết. Chân mặt rồi phải không? Hả? Chân mặt rồi phải không? Khôn quá ha. Hết chân mặt chưa? Quay nữa. Quay qua đây mẹ coi coi. Lấy vịt đây. Chân mặt á, chân mặt. Chân mặt phải không? Dizzy, right? Are you dizzy? Not dizzy. Huh? Me? Yes? Turn around. But don't turn. You will get dizzy. Understand? You will get dizzy. Huh? Yeah, you get dizzy, not busy, dizzy. Okay, which song you want to sing? Which song you want to sing? What is your favorite song? What is your favorite song? Sing it louder. Sing it louder. How? That's funny. Cầm đàn ngược nè, coi nè. Coi nè. Đáng lẽ cái này nó phải quay bên kia nè Vít. Đây nè. Cái này nó phải quay bên kia nè. Chịu nổi không?